Tôn Bằng Tố bị Hằng Du Mục gài bẫy, làm rõ lý do xông vào nhà. Ngay sau khi bị Hằng Du Mục tố, Tôn Bằng đã lên tiếng thanh minh về sự việc. ồn ào liên quan đến Hằng Du Mục, Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995 và chồng cũ. Tôn Bằng, sinh năm 1981 tưởng đã sóng yên biển lặng nhưng không, mới đây. Cặp đôi tiếp tục đấu tố nhau trên mạng xã hội. Mới nhất Hằng Du Mục đăng bài tố Tôn Bằng đập cửa sông vào nhà riêng của mẹ con mình. Sau đó cô phải nhờ đến lực lượng chức năng và bảo vệ tòa nhà hỗ trợ để Tôn Bằng gặp con ở sảnh tầng 1 của tòa nhà trong một tiếng đồng hồ. Theo lời Hằng Du Mục, tại đây Tôn Bằng tiếp tục làm loạn, xé giấy tờ của các con. Ngay sau khi bị Hằng Du Mục tố, Tôn Bằng đã trực tiếp lên tiếng trên TikTok. Người này khẳng định vì vợ cũ không cho gặp con nên mình mới phải lên tận nhà để xin gặp. Tôn Bằng cũng khẳng định những gì Hằng Du Mục đăng trên Facebook là không đúng so với thực tế. Ngoài ra, chồng cũ Hằng Du Mục cho biết mình bị gài bẫy. Theo Tôn bằng cả hai đã thỏa thuận không đăng bất cứ hình ảnh hay thông tin nào của các con, nhưng hàng du mục vẫn đang để dẫn dắt dư luận. Cùng với đó, Tôn Bằng tuyên bố vợ cũ đã xóa những video và hình ảnh bằng chứng của mình nên Tôn Bằng không thể tự minh hoan cho bản thân. Tạm dịch chia sẻ của Tôn Bằng, tôi thực sự không muốn tiếp tục gây rắc rối nữa. Rõ ràng, chúng ta đều đồng ý với lực lượng chức năng không đăng bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào liên quan đến các con, tại sao bạn vẫn đăng thế? Xin cô hãy buông tha cho tôi cô đã hứa sẽ cho tôi gặp con nhưng khi tôi đến cô lại dùng đủ loại lý do để không cho tôi gặp con nên tôi chỉ còn cách tìm đến tận nhà và gõ cửa để xin gặp con cuối cùng nhờ có sự giúp đỡ của lực lượng chức năng tôi mới có thể gặp con trong một tiếng đồng hồ tại sao những gì bạn đăng trên facebook lại là một câu chuyện khác hẳn xin đừng đăng bất cứ điều gì về gia đình chúng ta nữa đừng dẫn dắt dư luận tấn công tôi nữa tôi chỉ muốn được gặp con mình mỗi tháng một lần xin hằng du mục cô đừng dẫn dắt người hâm mộ của mình tấn công tôi nữa tôi xin cô trước đây tất cả bằng chứng video và hình ảnh của tôi đều bị cô xóa đi tôi không thể tự minh hoan cho mình tôi sẽ cố gắng tìm tất cả bằng chứng để có thể chứng minh mình vô tội và lấy lại danh dự của bản thân trước đó trong bài đăng của mình hằng du mục cho biết cô đã chủ động sắp xếp cho chồng cũ gặp con nhưng tôn bằng nói bận lịch trình riêng Tuy nhiên sau đó, anh lại lên mạng tố cáo vợ không cho gặp con trai. Ngoài ra, mọi giấy tờ cá nhân của bé Coca để phục vụ cho việc nhập học, Tôn Bằng cũng đều giữ và gây khó khăn, không hợp tác đưa lại cho Hằng Du Mục. Đỉnh điểm đến ngày 21 tháng 9 vừa qua, theo lịch hẹn, 3 giờ Tôn Bằng sẽ được gặp con ở trung tâm thương mại với điều kiện không livestream và đưa lại toàn bộ giấy tờ. Tuy nhiên, khoảng gần 2 giờ chiều, Tôn Bằng đã tự ý xông vào nhà riêng của Hằng Du Mục với mục đích cướp con. Khi được gặp con trong sự giám sát của lực lượng chức năng, Tôn Bằng tiếp tục lớn tiếng cãi chửi trước mặt con và nhiều người tại tầng 1. Đỉnh điểm là xé luôn giấy tờ của con. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tiếp tục bàn tán xôn xao về sự việc của hàng du mục và Tôn Bằng.